Phương Thanh đang bàn về tình trẻ, quay xe ở phút cuối, đến lúc thật dạ cần được làm rõ ràng. Mới đây Phương Thanh đã đăng tải trên trang cá nhân bài viết tiết lộ toàn bộ sự thật về mối quan hệ của cô và Doãn Chí Kiên gây sự ồn ào suốt thời gian vừa qua. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết cô và Doãn Chí Kiên chỉ làm người yêu trong MV sắp tới và làm tri kỷ ngoài đời. Vì vậy, việc Doãn Chí Kiên có vợ con không liên quan gì đến công việc của cả hai. Nữ ca sĩ cũng nói thẳng về những tin đồn liên quan đến Doãn Chí Kiên thời gian vừa qua. Cô mong muốn làm sáng tỏ những tin giả, tin thật như cặp trai, cặp đại gia, trai bao. Cụ thể, nguyên văn chia sẻ của Phương Thanh như sau. Đến lúc thật dạ được cần rõ ràng, người ngay thẳng đàng hoàng chơi công khai một lần, để lần hai không cần nói nữa. Hôm nay Tranh công khai thẳng ra công chúng và báo chí luôn nè. Sau khi có một buổi trò chuyện, Kiên cho phép Phương Thanh viết sửa tắt tớt này, làm rõ mọi chuyện một cách ngang nhiên, không né tránh. Phương Thanh xin phép đứng giữa tin thật và tin giả, để cùng các bạn làm trò ra chuyện. Cặp trai, cặp đại gia, trai bao, những tin không hay về Doãn Chí Kiên. Nếu đúng như những gì đang đăng trên mạng, chính Phương Thanh sẽ quất luôn Kiên. Các bạn yên tâm chưa? Còn nếu sai, chúng ta hãy trả lại sự vô tư cho Kiên. Nếu là tin thật như những gì Phương Thanh chụp lại màn hình các trang mạng đang bóc phốt Kiên, các bạn cho Phương Thanh Facebook thật và cho bằng chứng luôn, gặp người trong câu chuyện này luôn cũng được. Nếu lỡ Phương Thanh ra mặt cùng các bạn bóc phốt Kiên mà không có chứng cứ thật, các bạn trốn luôn thì Phương phải đến tội à. Ngoài ra, Phương Thanh chia sẻ thêm về chuyện công việc, tiết lộ mối quan hệ thật của cả hai. Còn chuyện Phương Thanh mời Doãn Chí Kiên quay MV làm bạn trai hay người yêu cùng Phương Thanh song hành trong nghệ thuật, không nhất thiết phải đem cả gia đình vợ con Kiên lên báo cáo cho công chúng xem. Cảm ơn những người thiện chí đã cầu chúc và mong tụi em thành đôi. Rất tiếc tụi em chọn là tri kỷ để luôn được bên nhau ngoài đời và là cặp đôi tình yêu trong nghệ thuật. Hiện tại, bài đăng vẫn đang được nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.